Với hơn một thập kỷ phát triển lớn mạnh, hệ thống thẩm mỹ viện Tokyo by D&D đã không ngừng nỗ lực trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong ngành thẩm mỹ ứng dụng máy móc, trang thiết bị với công nghệ mới nhất kết hợp với những sản phẩm chất lượng xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm với mong muốn truyền tải thông điệp nét đẹp chạm tâm hồn. Hệ thống thẩm mỹ viện Tokyo mang sứ mệnh đáp ứng mọi nhu cầu thẩm mỹ của phái đẹp với giá trị cốt lõi, biết ơn, yêu thương và văn hóa doanh nghiệp tận tâm, chính trực, trách nhiệm, kỷ luật, lắng nghe trọn vẹn, trao đổi thẳng thắn. Hệ thống thẩm mỹ viện Tokyo mang đến những trải nghiệm tuyệt vời với hơn 100 dịch vụ làm đẹp, phong thái phục vụ và chất lượng chuẩn Nhật Bản qua từng dịch vụ độc quyền như công nghệ US Pro Max, trẻ hóa tái cấu trúc đa tầng Vimat Diamond, đa tế bào UM Mela. Chưa bao giờ mình nghĩ ở tuổi này mà mình sẽ có được một làn da mịn màng và căng bóng như vậy. Trước kia mình rất là béo, nhưng mà từ khi được giới thiệu và biết đến thẩm mỹ viện Tokyo by D&D thì mình đã được vóc dáng hiện tại. Hệ thống thẩm mỹ viện Tokyo by D&D còn tạo nên nhiều hoạt động và chiến dịch mang đến giá trị ý nghĩa thông qua quỹ thiện nguyện Ngọc, Tuệ, Đan. Sau 2 năm Covid đầy sóng gió, hệ thống thẩm mỹ Tokyo by D&D đã vững vàng vượt qua khó khăn và tái phát triển rất thành công, giữ vững vị trí là đơn vị làm đẹp uy tín hàng đầu trên cả nước. Để làm được điều đó, tôi cảm ơn sự tận tâm và cố gắng của toàn thể ban lãnh đạo, đội ngũ chuyên gia và toàn thể các cán bộ công nhân viên của hệ thống. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn sự ủng hộ của đối tác và khách hàng. Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, thay mặt hệ thống thẩm mỹ Tokyo by D&D, tôi xin gửi lời chúc an khang, thịnh vượng đến toàn thể các cán bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng và toàn thể khán giả đang xem truyền hình cả nước. Xin cảm ơn.